Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của 8Meter. Em biết đấy, Lâm Tĩnh, con gái của võ tổ Lâm Động với Lăng Thanh Trúc, do là con gái cưng nên cô được Lâm Động hết sức là cưng chiều, nhưng cũng không kém phần kỳ vọng. Cũng chính vì thế mà cô rất sợ cha của mình và thường hay trốn ra ngoài để đi chơi. Ok, và đó cũng chính là người mà clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào một số thông tin cơ bản. Tên là Lâm Tĩnh, tên thường được mọi người trong nhà gọi là Lâm Nhi. Tộc là Lâm Thị Tông Tộc. Thế lực là Lâm Thị Tông Tộc, Võ Cảnh. Thân phận là con gái của Võ Tổ Lâm Động, tiểu công chúa của Võ Cảnh. Tu vi, kết thúc đại chúa tể thì là Thiên Chí Tôn. Về bối cảnh thân phận, từ nhỏ đã lớn lên ở Võ Cảnh, luôn sống trong sự bao bọc và yêu thương của Lâm Động và Lan Thanh Trúc. Ngoài ra còn có Ứng Hoan Hoan và hai vị huynh đệ là Lâm Điêu và Lâm Viên, cũng rất là cưng chiều cô. Do là con gái cưng nên cô cũng được Lâm Động đặt rất nhiều kỳ vọng, nên thường đặt mục tiêu ép cô tu luyện. Cũng chính vì thế mà cô rất sợ Lâm Động. Đồng thời do Lâm Động là một vị phù sư đỉnh cao, nên trên người cô luôn có rất nhiều pháp bảo hộ thân. Võ Cảnh là một trong những cự đầu của đại thiên thế giới, nên cô cũng có được cho mình rất nhiều tài nguyên, công pháp để tu luyện. Mới gần 20 tuổi đã bước vào cảnh giới Chí Tôn. Về hình tượng nhân vật, lần đầu xuất hiện là cải lam trang, khoác trên mình một bộ y phục màu trắng, nhưng cô vẫn toát ra lời khí khái hấp dẫn của một mỹ nhân khuynh thành. Tuy cải trang nhưng dáng vẻ cũng đáng yêu, khá xinh, da thịt trắng nõn, gương mặt cải trang cũng đẹp là lạ, khiến người phải chú ý và yêu thích. Cô có nụ cười tươi như hoa và sở hữu giọng nói êm tai, dễ nghe, không khác tiếng lục lạc len keng nhẹ nhàng là mấy. Biểu hiện dễ gần, chân thành đáng yêu, dễ làm cho người khác tự nhiên mà đến giúp mỗi khi nàng gặp lạ. Lần sau xuất hiện thì là một cô nương xinh đẹp như tiên nữ, mặc quần áo màu huyền, đôi mắt linh động xinh đẹp, phảng phất có tiên khí, mỹ mạo kinh người. Về tính cách, do được luôn chiều từ nhỏ nên cô khá là nghịch ngợm, nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Cũng do bị Lâm Động thúc ép mà khiến cho tính cách này càng lớn càng tăng. Cô thường hay trốn nhà đi chơi, lần cải lam trang đã lọt vào mắt của một tên công tử nhà giàu, là đã lạnh mặt không thèm để ý. Sau đó được Mục Trần giải vây, và Mục Trần có nói vài câu khiến cho cô lộ ngay tính cách canh chua của mình. Ngoài ra cô cũng biết cách giả đò để lĩnh người khác. Điển hình là khi cô bám theo Mục Trần bị cậu trừng mắt, cô liền co tay chắn ở trước người, làm bộ dáng hiền lành, đáng yêu. Để mô tả được hết thì có thể nói là cô không phải là một người con gái nhẹ nhàng, khoan thai, nhã nhặn lịch sự, mà ngược lại là lanh lợi sinh động, phóng khoáng sảng khoái. Về quan hệ nhân mạch, có Lâm Động là cảnh chủ của Võ Cảnh và là cha của Lâm Tĩnh, do là con gái cưng nên cũng được Lâm Động hết sức là cưng chiều và đặt nhiều kỳ vọng. Lăng Thanh Trúc là vợ của Lâm Động, chủ mẫu của Võ Cảnh và là mẹ của Lâm Tĩnh. Do Lâm Động hay thúc ép Lâm Tĩnh tu luyện nên Lâm Tĩnh rất sợ Lâm Động, nên mỗi khi cô bị Lâm Động trách phạt thì thường đứng ra bao che chở cho cô. Ứng Hoan Hoan là vợ của Lâm Động, chủ mẫu của Võ Cảnh, cô cũng coi Lâm Tĩnh như con ruột của mình. Lâm Điêu, Lâm Viên là hai vị huynh đệ của Võ Tổ Lâm Động, do hai người luôn đi theo bên cạnh Lâm Động nên cũng hết sức cưng chiều Lâm Tĩnh. Tiêu Tiêu, con gái của Viêm Đế Tiêu Viêm, có gặp mặt một số lần trong hành trình cùng với Mục Trần và kết thành bằng hữu. Ngoài ra còn có một số người khác như cha mẹ, ông của Lâm Động, Thanh Đàn muội muội của Lâm Động, nhưng cũng không có nhắc đến sau khi Lâm Tĩnh được sinh ra. Tóm tắt tiểu sử, Lâm Tĩnh sinh ra và lớn lên ở đại thiên thế giới, trong thế lực Võ Cảnh do Võ Tổ Lâm Động sáng lập, là một trong những thế lực hàng đầu ở đại thiên thế giới. Từ nhỏ cô đã có được nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng là dồi dào và đủ loại linh quả, thảo dược để tăng cường thể chất và linh hồn. Khi cô 20 tuổi tả hữu đã bước vào cảnh giới Chí Tôn, do tính cách ham chơi lên trốn khỏi Võ Cảnh ra ngoài chơi, tình cờ gặp Mục Trần trong một buổi đấu giá hội ở Thương Chi Đại Lục. Do tranh chấp vật phẩm đấu giá mà cô cùng với Mục Trần đã đắc tội với thiếu chủ của Huyền Thiên Điện, Liễu Minh. Lúc rời khỏi đã bị Liễu Minh cùng với một vị Chí Tôn ngũ phẩm khác chặn đường, nhưng thành công đánh bại họ. Liễu Minh đã gọi đến một vị Chí Tôn bát phẩm, vị này đã nổi sát khí muốn giết Mục Trần và Lâm Tĩnh. May thay chủ mẫu của Võ Cảnh, Lăng Thanh Trúc xuất hiện giải cứu. Lần thứ hai cô rời khỏi nhà là khi thượng cụ Thiên Cung xuất thế ở Thiên Na Đại Lục. Cô cũng lại tình cờ gặp Mục Trần trong một buổi đấu giá hội và hai người đã đồng hành thăm dò Thiên Cung. Khi thăm dò thượng cổ Thiên Cung đã gặp nguy hiểm do dị ma, may thay Viêm Đế và Võ Tổ đã xuất hiện giải nguy. Sau đó cô đã theo Võ Tổ về lại Võ Cảnh, quyết tâm tu luyện đến Thiên Chí Tôn. Lần thứ ba gặp lại thì khi Mục Trần quay về phù đồ của tộc, lúc này Lâm Tĩnh đã bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Cô đi theo Lâm Điêu đến phù đồ của tộc nhằm ủng hộ Mục Trần, tránh cho Mục Trần bị phù đồ của tộc lấy lớn hiếp nhỏ.
Ok, trên đây là một số thông tin về Lâm Tĩnh mà mình biết. Các bạn thấy mình có nói thiếu ở điểm gì hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì có thể để lại ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình đến đây kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.